Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu livestream với nhau. Mấy hôm nay mình không livestream được. Bữa tối thứ hai thì bạn đá banh đúng không? Và ngày mai cũng là có đá banh rồi. Đó là những buổi đá banh thì mọi người tập trung vào cái tâm thức đó. Tối hôm nay mình gửi đến các bạn một cái chủ đề là khách hàng họ luôn mua hàng bằng cả trái tim. Và khi chúng ta biết được cái điều này, chúng ta biết cái điều này, chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta sẽ bán hàng cho khách hàng bằng cả trái tim. Và bây giờ là những cái giây phút đầu tiên chúng ta online livestream thì các bạn comment vào nè, làm quen với mình nè. Những bạn nào biết mình rồi thì chúng ta chào nhau, kết nối nhau, giới thiệu về nhau ở trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn đang ở tỉnh nào thì các bạn cũng giới thiệu về các bạn. Bạn Nguyễn Hữu Tuân, bạn Nguyễn Hoàng Trương, ok. Hàng tuần thì mình là luôn lên lịch để mình livestream cho các bạn, nhưng mà tuần này thì hôm nay tối thứ ba đúng không, chúng ta mới livestream với nhau được. Và tối hôm nay mình cũng nói một cái chủ đề nhanh thôi. Và bạn nào mà lần đầu tiên xem cái livestream của mình, lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để sau đó mình sẽ kết nối với các bạn. Chào bạn Nha Nguyễn, chào bạn Nguyễn Văn Thế, vâng, rất là tuyệt vời. Và các bạn cũng chia sẻ cái livestream này, thứ nhất là về nhà các bạn để các bạn lưu lại, các bạn nhớ. Cái hai là những ai mà có dịp xem cái livestream này thì các bạn đó sẽ học được những cái nhiều điều rất là hay. Chào bạn Mạnh Tiến, rất là tuyệt vời, chút xíu mình sẽ kết nối với bạn tí. Và chúng ta như thế nào chúng ta được làm quen, kết nối với nhau. Chào bạn Dư Hiệu. Tối nay mình chia sẻ bạn cái chủ đề rằng là khách hàng họ mua hàng bằng cả trái tim. Vì sao nói như vậy? Giữa trái tim với lý trí, với cái suy nghĩ của khách hàng, thì khách hàng họ chọn cái gì? Và cái người kinh doanh của chúng ta cần phải chạm cái điều gì trong cái trái tim của khách hàng? Chào bạn Thu Thơm, chào bạn Mai Anh Vinh, tuyệt vời bạn Mai Anh Vinh ơi. Chào bạn Orange Hữu Vinh, rất là tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Chúng ta bấm cái chia sẻ là tự nhiên nó về nhà các bạn thôi. Vâng, mình có những cái trải nghiệm nó như vậy. Chắc chắn là trong cuộc đời của các bạn cũng có thỉnh thoảng các bạn đi uống cà phê, thỉnh thoảng các bạn đi mua cái món hàng này, món hàng kia. Các bạn có thể đi ăn .. rất là nhiều thứ đúng không ạ? Bạn Thiên Dương nói chủ đề hôm nay quá hay. Mình cũng nghĩ vậy Thiên Dương ơi. Mình nghĩ là cái cảm nghiệm này nó, nếu mà bạn cảm nghiệm được thì nó rất là hay Thiên Dương ơi. Thì bạn Trương giới thiệu là bạn là đọc ra thứ gì, Trương đẹp trai độc thân vui tính. Cái kẹt nhất của Trương là đẹp trai nhưng mà vẫn còn độc thân đó các bạn ơi. Chào bạn Tất Quyên. Vậy thì cái vấn đề nó ở như thế nào ạ? Cái vấn đề mình muốn gửi đến các bạn như thế nào ạ? Có những lúc mình đi thì các bạn có công nhận rằng là có những cái quán ăn, những quán cà phê hoặc là những tiệm sách đó, chúng ta đến rồi một lần chúng ta không muốn đến nữa. Nhưng có những nơi chúng ta đến rồi, sau này chúng ta không có dịp chúng ta đến nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ nhớ, chúng ta vẫn lưu nhớ những ở những cái nơi đó. Vậy cái điều gì nó làm cho chúng ta lưu luyến và nhớ cái nơi đó? Kể cả mình có dịp mình đi nước ngoài cũng vậy, và mình có dịp mình đến những cái quán đó thì tự nhiên là mình nhớ, và cái quán đó nó động lại trong đầu mình. Và chắc chắn là trong suốt hành trình thời gian của các bạn, chào bạn Trần Văn Thi, các bạn cũng có thể đi ăn nơi A, các bạn có thể đi ăn nơi B, các bạn đi ăn rất là nhiều nơi, nhưng mà sẽ có những nơi nó làm cho bạn rất là nhớ, bạn nhớ và bạn lưu lại, bạn nhớ rất là lâu. Vậy cái điều gì nó làm cho chúng ta nhớ vậy? Cái điều gì? Thực sự thì khi chúng ta đến một cái nơi nào đó mà chúng ta cảm giác rất là thoải mái, chúng ta cảm giác rất là vui, chúng ta cảm giác rằng là chúng ta được hòa mình vào trong cái không khí đó, thì cái người chủ quán nào đó, cái người chủ bán hàng nào đó, họ giải quyết được cái cảm xúc của khách hàng, cái sự thoải mái, cái sự vui, cái sự thân thiện. Thì cái nơi đó là cái nơi mà khách hàng họ lưu nhớ, họ nhớ nhất. Các bạn nên nhớ rằng là cuối cùng khách hàng họ không có nhớ đến gì, họ chẳng nhớ đến cái giá đâu. Họ cũng quên đi cái giá đi, cái giá cả đó, thậm chí cái món các bạn mà ngon hay dở họ cũng quên luôn. Nhưng cái mà khách hàng luôn nhớ đó là cái cảm xúc, cái sự thoải mái. Các bạn có đồng ý ra rằng là
là bạn đã đi vào rất là nhiều quán ăn rồi, mà giá cả thì bạn cũng không nhớ đâu, bây giờ bạn cũng không nhớ đâu. Ở đó có cái món ăn gì ngon thì thực sự gì đó thì bạn cũng nhớ một hai lần thôi. Rồi chừng cuối cùng quay lại bạn cũng không thực sự là nhớ cái món đó, cái giá chính xác đó là bao nhiêu. Nhưng cuối cùng cái mà bạn nhớ sâu sắc nhất, chào bạn bay Paris, cái mà bạn nhớ sâu sắc nhất đó là cái cảm xúc, cái cách mà bạn được đối xử, cái không gian được bài trí ở nơi đó, tức là cái nơi nào mà làm cho khách hàng vui, khách hàng đồng ý là tự nhiên các bạn nhớ rất là lâu. Ý ở đây là cái người mà biết kinh doanh đó, chúng ta hãy biết cách mua trái tim của khách hàng, chứ không phải là chúng ta mua bằng giá. Ngày hôm nay chúng ta ra, chúng ta kinh doanh, chúng ta cạnh tranh, chúng ta thường cạnh tranh gì chúng ta cạnh tranh bằng giá cả, tức là chúng ta thường nhắm đến cái túi tiền của khách hàng nhiều hơn. Chào bạn Dũng Nhâm Kính. Chúng ta hướng đến cái túi tiền của khách hàng nhiều hơn, nhắm vào túi tiền của khách hàng nhiều hơn, mà chúng ta quên mất rằng cái sự cạnh tranh tuyệt vời nhất đó là cạnh tranh để giành lấy trái tim của khách hàng, cạnh tranh để giành lấy cái tình cảm của khách hàng, cạnh tranh để giành lấy cái gì cái sự cái niềm vui của khách hàng. Thì gần như rất ít người họ nghĩ tới cái điều này. Và cái doanh nghiệp nào mà họ biết thu hút được cái cảm xúc của khách hàng, họ biết cách làm cho khách hàng chạm được, thì lập tức là khách hàng họ sẽ rất là mến, họ sẽ rất là nhớ, họ sẽ dành rất là nhiều thời gian cũng như cái suy nghĩ của họ cho cái nơi mà họ cảm giác được chạm trái tim đó. Họ sẽ nói với người khác, họ sẽ quảng cáo về, và họ luôn dành một phần trong trái tim họ cho chính cái người làm kinh doanh đó, cho chính cái thương hiệu đó, cho chính cái quán ăn đó, cho chính cái không gian mà họ được đối xử tuyệt vời đó. Vâng, vậy thì vừa rồi mình chia sẻ qua cái phần đó thì các bạn có nhận ra được cái điều gì không ạ? Cái điều gì tuyệt vời trong kinh doanh nào? Nếu mà các bạn nhận ra được điều gì thì các bạn comment xuống đi. Các bạn comment xuống các bạn đã học được cái điều gì qua cái phần chia sẻ của mình rồi. Hôm nay thì mình chia sẻ nhanh thôi. Và bây giờ mình dừng lại một phút thôi. Một phút quảng cáo nha. Một phút quảng cáo, hồi nãy giờ mình chưa giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Năm nay mình 43 tuổi và hiện tại, vâng, chào bạn Bích Thủy, cô giáo Bích Thủy. Chào bạn Tuyết Nguyễn, vâng. Và mình hiện tại là mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bee Training tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình thành lập nó được cho năm 2009, cho tới giờ nó đã được 9 năm rồi. Và cái tên vườn ươm doanh nhân này, để các bạn thấy nó dễ hơn, cái tên vườn ươm doanh nhân. Và đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, làm chủ doanh nghiệp và cách khởi nghiệp từ năm xu. Ngày hôm nay mình cũng có mới cái chia sẻ cho hơn 500 bạn sinh viên tại cái trường Đại học Tài chánh Marketing buổi sáng hôm nay. Cái đây là địa chỉ của trung tâm mình, 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm đường Điện Biên Phủ. Và đây là cái website của Bee Training của mình, beetraining.org. Và đây là ba cái quyển sách của mình. Mình cũng có quyển sách thứ tư rồi, sắp ra, đang xin phép rồi. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, giúp cho các bạn 101 bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh. Và cái quyển Beyond the Way là cái quyển này, là cái quyển ở nước bán ở trên Amazon. Mình có một cái offer cho các bạn, những bạn đang xem online đây, đang xem live stream đây, bạn nào mà mua hai cái quyển sách bằng tiếng Việt của mình ngay bây giờ thì giá là 210.000, là giá bìa luôn á các bạn. Mình sẽ phi ship đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, trên khắp mọi miền đất nước. Không lấy phí ship cho các bạn. Chào bạn Nguyễn Đức Trọng, mình là người Cam Ranh, đúng rồi. Và mình phi ship đến cho bạn cũng khoảng 40-50 ngàn gì đó. Và cái cách để các bạn sở hữu hai quyển sách này rất là đơn giản, bạn cứ comment số điện thoại xuống. Sách mình là viết về kinh doanh, viết về khởi nghiệp, các bạn chỉ cần viết để lại số điện thoại rồi sách sẽ giao đến nhà các bạn. Các bạn cũng không cần phải như thế nào không cần phải chuyển tiền trước. Cái người giao sách tới nhà các bạn đó trên các mạng nước, họ sẽ thu tiền luôn. Và các bạn sẽ được join vào một cái group. Các bạn được add vào một cái group. Cái group này là toàn là những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước, những người đam mê làm kinh doanh, những người được sở hữu hai cái quyển sách này. Cái group này là chỉ những người đủ có hai quyển sách mà đủ được tiêu chuẩn để tham gia vào cái group này. Và các bạn có dịp kết nối
Và trong đó mình sẽ đưa những cái đoạn chia sẻ live stream của mình vào, mình sẽ đưa những bài viết vào, các bạn có những câu hỏi về kinh doanh mình cũng sẽ add vào, và các bạn sẽ được kết nối tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước ở trong group đó, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một phút quảng cáo đã hết. À, vậy thì bây giờ bạn nào mà có sách thì các bạn cứ cầm, muốn có sách thì các bạn cứ comment cái số điện thoại xuống, ok không? Rồi chúng ta lại tiếp tục đi. Vừa rồi có một bạn chia sẻ, bạn Tri này chia sẻ, ok, cảm ơn bạn Tri rất là nhiều. Vậy thì các bạn thấy cái nơi nào mà giúp cho bạn được thư giãn, cái nơi nào giúp cho bạn vui, cái nơi nào giúp cho bạn được thoải mái, cái nơi nào mà làm cho cái cảm xúc các bạn được chạm, cái nơi nào, cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, bạn Nguyễn Minh Đức Trọng ơi, bạn vào cái Facebook của mình ở trên cái cover nó có đó, và nó như thế nào, cái nơi nào mà làm cho khách hàng yêu quý, khách hàng họ thích thì họ như thế nào, khách hàng họ sẽ có được cái cảm xúc của họ, họ để lại cái cảm xúc ở nơi đó họ như thế nào, họ xem bạn như là gia đình của họ. Chào bạn Trần Văn Thi. Họ xem bạn như là gia đình của họ, họ xem bạn như là người thân của họ, họ xem bạn như là cộng đồng của họ, và họ ra sức họ bảo vệ bạn. Còn nếu mà bạn nhắm đến túi tiền của khách hàng rồi, khách hàng họ sẽ cũng quên bạn thôi. Các bạn biết là tại sao bạn mua cái iPhone? Bản thân mình thì mình rất là thích cái iPhone. Tiếc thấy như thế nào? Bản thân mình thì mình rất thích cái iPhone. Mình rất là yêu quý cái iPhone, bởi vì khi mà mình cầm cái điện thoại iPhone lên thì mình thấy nó rất là tuyệt vời. Mình có một cái cảm xúc bởi vì họ thiết kế đẹp quá, họ thiết kế tuyệt vời quá. Và mình đã đi vào cái trung tâm của Apple ở Đông Nam Á rồi, nó nằm ở Singapore trên đường Ô Chạt, và họ thiết kế nó rất là đẹp, và những cái người nhân viên trong Apple họ rất là thân thiện, họ tư vấn cho từng người một, họ không bán hàng, không một người nhân viên nào trong đó bán hàng hết, họ làm cho khách hàng thấy rất là thoải mái, rất là thích. Và thực sự là mình ghé tới trung tâm Apple đó hình như là lần thứ 5 rồi, mà cứ mỗi lần qua có dịp thì mình vẫn cứ ghé, bởi vì nơi đây họ tạo ra một cái không gian, nơi trong cái gian hàng mà nơi có trồng cây, được ngồi rất là thoải mái, có những cái backdrop rất là đẹp để chúng ta chụp. Sản phẩm họ cứ trưng bày đó, chúng ta cứ sẵn sàng, chúng ta vào chúng ta xem. Tức là họ tìm cách, và bạn Nguyễn Văn Mùi, họ tìm cách gì ạ? Họ tìm cách đó họ chạm được trái tim của khách hàng. Bạn cảm giác như thế nào khi mà bạn vào trong một cái quán cà phê, và cái quán cà phê đó thiết kế khung cảnh rất là đẹp, chim cây cá, hoặc là cái người khách hàng đó nói chuyện với bạn một cách rất là tinh tế, có cảm xúc rất là tuyệt vời, thì bạn cảm giác nó như thế nào? Bạn cảm giác như thế nào khi mà bạn vào một cái hiệu sách, chào bạn Lê Minh Anh Tú, bạn vào một cái hiệu sách, và cái hiệu sách đó, như mình thì mình rất là thích cái đến cái nhà sách Pha Xa ở đường Nguyễn Huệ, thường khoảng một tháng, tháng rưỡi, hai tháng gì mình đi một lần, mình đi một lần, mình đến, chào bạn Đeo Phi. Thường mình đi với gia đình của mình, với con gái của mình, và con gái của mình cũng thích nữa, ba mi của mình cũng thích cái nhà sách Nguyễn Huệ đó nữa. Nhà sách Pha Xa thì rất là nhiều nhà sách, có nhà sách gia đình, có các bạn như mình cũng thỉnh thoảng đi nhà sách gia đình, hoặc là nhà sách Pha Xa ở trong một cái số các cái siêu thị mà đi mình gặp đó. Tuy nhiên nó có một cái điều đặc biệt là khi mình đến cái nhà sách Pha Xa Nguyễn Huệ, nó có một cái không gian gì mà mình cảm giác rất là thoải mái, nó rất là ấm cúng. Và ở cái nhà sách Pha Xa họ không bao giờ bán giảm giá hết các bạn ơi, chưa bao giờ mình mua sách ở đây được giảm giá. Tuy nhiên mình vẫn cứ chọn nơi đó và mình vẫn cứ mua nơi đó, bởi vì đến nơi đây mình có cảm giác nó có một cái cảm xúc gì đó nó rất là đặc biệt. Bây giờ một cái câu hỏi mình hỏi lại ngược với các bạn rằng, khách hàng sẽ như thế nào khi bạn đến đó, khi khách hàng đến công ty bạn và họ được như thế nào, họ được trải nghiệm một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Mình có dịp
Cách đây 4 năm trước mình có dịp mình đến Philippines, mình đến Manila, và trong quá trình check in ở một cái resort, trong quá trình check in một cái resort, chào bạn Ngọc Linh, cảm ơn bạn bạn Ngọc Linh rất là nhiều. Trong quá trình check in vào một cái resort thì cái group tụi mình vào lộn một cái resort, không phải resort khác mà cái resort cái bên mà lúc mình vào cái resort đó, và trong quá trình đi cũng mệt mà vừa vào trong cái resort đó thì trong thời gian ngồi chờ để mà làm thủ tục, thì họ mang mỗi người một cái ly nước, và một cái ly nước đó là ly nước cam với mật ong các bạn ơi. Và các em nhân viên như đó là rất là thân thiện, chân tình và rất là thân thiện, và tụi mình ngồi nghỉ ở nơi đó và uống những cái ly nước cam mật ong đó, và các em nó chia sẻ một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Thì trong quá trình làm cái việc đó thì khi mà vào check in kiểm tra tên đồ lại mọi thứ ok thì mới phát hiện ra rằng là không phải, lộn mất cái resort rồi. Tuy nhiên cái người quản lý ở đó họ vẫn tiếp đãi tụi mình rất là tuyệt vời, họ hướng dẫn mình rất là tận tình, đi qua cái resort kế bên, cái cách từng bước đi nó như thế nào đó. Và cho đến giờ chưa bao giờ mình ở cái resort đó chính thức hết, nhưng mà mình luôn nhớ mãi cái cảm xúc mà nơi cái resort đó họ gửi vào trong cái trái tim của mình. Nghĩa là những cái người kinh doanh đó, những người nhân viên đó, những người quản lý đó, họ đã một cách rất là khôn ngoan, họ chạm được cái trái tim của người khách hàng, và người khách hàng đó họ sẽ nhớ mãi mãi, họ sẽ nhớ mãi mãi về bạn. Vậy thì một cái câu hỏi đặt lại, để ngày hôm nay chúng ta thành công thì chúng ta nhắm đến cái túi tiền của khách hàng, chúng ta hơn thua về giá, hay chúng ta cái người khôn ngoan là mình thấp, mình thấy họ luôn chạm vào cái cảm xúc của khách hàng. Chúng ta đừng có bán sản phẩm mà hãy giúp cho khách hàng bằng cả một cái tình yêu của bạn, và bạn nào làm được cái việc đó bạn sẽ làm chủ được thị trường. Nếu mà bạn chỉ làm cho khách hàng nghĩ rằng bạn rẻ thôi, nếu bạn chỉ làm cho khách hàng họ thích bạn, họ thích một cách rất là đơn thuần thôi, các bạn chúng ta đây này, nếu mà bạn chỉ làm cho khách hàng họ nghĩ rằng sản phẩm của bạn tốt thôi, thì cái điều đó là hoàn toàn chưa đủ. Cái điều đó bạn rất là dễ dàng bị người khác lấy mất đi họ. Bạn nên nhớ cái điều này. Nhưng nếu mà bạn biết cách mua được cái trái tim khách hàng, bạn mua được cái sự yêu mến của khách hàng, bạn mua được cái cảm xúc của khách hàng, bạn mua được một cái sự tuyệt vời, cái sự cảm kích trong khách hàng, thì bạn là một phần trong trái tim của khách hàng. Bạn là một thành viên trong gia đình của khách hàng, bạn là một thành viên trong cộng đồng của khách hàng, và bạn là gì, là một người mà khách hàng luôn nhớ và luôn nói về bạn. Họ sẵn sàng bảo vệ bạn nếu ai đó nói không tốt về bạn, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong cái trường hợp bạn lâm vào khó khăn. Đây là cái điều mà mình muốn gửi đến các bạn trong cái chủ đề chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Nếu bạn nào đã từng như thế nào đã từng ra kinh doanh rồi, và bạn đã từng đi trải nghiệm và chạm đến với cảm xúc của khách hàng rồi, thì cái điều này bạn luôn luôn cảm nghiệm được. Hãy kinh doanh bằng cả trái tim của mình, hãy kinh doanh bằng cả cái cảm xúc của mình, và cái điều đó bạn sẽ chạm được cái cảm xúc phía bên khách hàng. Chào bạn Võ Tiếu Hải Hải. Và cái đó là cái cách mà cái người khôn ngoan kinh doanh khôn ngoan ngày hôm nay họ luôn biết cách họ chạm được cái vấn đề này. Đây là một cái chủ đề mà mình gửi gắm đến các bạn thông qua cái livestream buổi tối hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mà chịu khó chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, và các bạn chịu khó xem đi xem lại, và các bạn nốt ra những bài học, thì mình nói những cái bài học này nó đáng giá hơn rất là nhiều những cái thủ thuật, những cái chiêu trò mà bạn muốn qua mặt khách hàng. Bạn đáng giá nhiều. Bạn chịu khó, bạn chia sẻ livestream này về nhà, và bạn ngồi bạn xem và bạn ghi, bạn nốt lại,
thì nó đáng giá hơn rất là nhiều. Nó bạn sẽ được rất là nhiều trong cái buổi live stream này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian xem cái buổi live stream tối hôm nay. Bạn nào quan tâm đến hai cái quyển sách của mình thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống và sách sẽ được giả gửi đến nhà các bạn. Vâng, cảm ơn bạn Hải rất là nhiều, cảm ơn bạn. Chào bạn Huỳnh Thị Tâm. Thứ năm tuần này thì có cái lớp làm chủ 3 tiếng đồng hồ hoàn toàn miễn phí. Các bạn nào ở Sài Gòn và ở các tỉnh lân cận thì các bạn về thành phố Hồ Chí Minh để các bạn học trực tiếp tại lớp. Tối thứ sáu tuần này thì mình cùng với có bạn Hải cũng đang online và một số bạn nữa, mình có dịp đi đến đất nước Brunei. Đất nước Brunei là một trong những đất nước rất ít người biết đến, nhưng đó là một đất nước rất là giàu có. Và mình sẽ có 5 ngày ở tại đất nước Brunei. Và trong thời gian ở Brunei có thể là mà nếu mà qua đó internet tốt thì mình cũng thể là live stream để cho các bạn xem. Hoặc là internet không tốt thì mình có thể là mình cũng viết những cái bài chia sẻ để về cho các bạn xem. Và khi về mình sẽ tổng kết lại những cái bài học ở bên đất nước Brunei. Mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Những bạn đi Brunei kỳ này là những bạn mà phải nói là những bạn rất là phát triển, các bạn muốn đi lên, trong đó có bạn Giang Kim Yến. Cách đây 4 năm trong cái câu chuyện mình kể đến đất nước Manila, Philippines á, thì bạn Giang Kim Yến cũng đã từng đi với mình đến đó, bạn cũng đi đến cái resort đó. Và kỳ này bạn nghe mình đi Brunei nên là bạn quyết định bạn cũng đi theo mình, không bạn tạm gác cái lịch đi châu Âu của bạn mà gặp gác rất là nhiều việc để bạn cùng nhau song hành đi Brunei dư với mình. Mình cũng mong rằng các bạn kinh doanh tốt để một ngày các bạn cũng cùng nhau xách gói đi và đi khắp thế giới y như những năm qua mình đã thực hiện đến các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn buổi tối rất là ý nghĩa, ngủ ngon trong gia đình. Và đặc biệt tối mai chúng ta sẽ xem đội tuyển Việt Nam của chúng ta đá, và mình tin rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thắng Hàn Quốc để chúng ta vào trận chung kết rất là tuyệt vời. Bye bye các bạn, chúc các bạn buổi tối rất ngủ thật ngon.